Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Trước khi bắt đầu cái video này thì cho mình hỏi nha, các bạn phải là một fan của nhạc rap hay không? Mình thì có, mình thực sự rất thích nghe nhạc rap và một trong những nghệ sĩ yêu thích nhất của mình đó chính là Eminem. Thật ra thì mình không phải là fan ruột của anh ấy, nhưng ít ra thì mình cũng đang nghe khá là nhiều bài nổi tiếng. Ví dụ như là Killing Out of Closet hay là Without Me đều là những cái bài rất là huyền thoại của Eminem. Và hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái tựa game nó liên quan đến anh chàng rapper da trắng này, đó chính là Shady Walls. Trò này thì các bạn hoàn toàn có thể download về được cả trên nền tảng của Android cũng như là nền tảng của iOS. Nó hoàn toàn miễn phí. Cái giao diện đầu tiên của trò này thì khá là đơn giản. Các bạn thấy rằng là nó chỉ có play này, xem thêm game này, hoặc là chúng ta vào shop xem có mua được cái gì thì mua này. Ở đây thì có rất nhiều những cái đồ vật rồi, thậm chí là có cả bài hát Rap God nữa. Thế nhưng mà thôi, phần này chúng ta tạm bỏ qua, bởi phần lớn thì chúng ta sẽ không mua thêm cái gì cả đâu. Cách chơi của nó thì nào? À, đợi một chút để mình giới thiệu lại về cái giao diện của cái này đã. Phía bên tay phải này, các bạn sẽ chọn những cái bài hát của Eminem và chúng ta sẽ chơi. Ở phía bên trái chúng ta có thể chọn những hình dạng khác nhau, các nhân vật khác nhau để chơi cái trò này. Ví dụ như cái đây thì là Slim Shady này. Slim Shady là một cái nghệ danh khác của Eminem và nó có hình dạng giống như là Jason ở trong bộ phim số 63 vậy. Ngoài ra chúng ta có thêm một vài cái nữa, đó rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta sẽ phải từ từ chơi, thu thập tiền sau đó mới mua được. Đó, chúng ta tạm bỏ qua phần đó. Ở dưới power up thì các bạn sẽ phải mua thêm. Đây chúng ta sẽ có khiên này để bảo vệ này. Cái này chúng ta sẽ có máy cưa này. Ngoài ra chúng ta có cả mạng thêm nữa. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Khi các bạn download trò này về thì nó sẽ có một cái bàn đầu tiên, thì nó sẽ hướng dẫn các bạn chơi một cách đầy đủ. Tuy nhiên thì mình đã chơi trò này trước rồi nên là chúng ta sẽ skip cái phần đó và chuyển sang phần chơi luôn. Cách chơi là rất đơn giản. Các bạn hãy điều khiển nhân vật của mình và bắt những cái lời nó rơi xuống để cho anh nhìn này. Bài đầu tiên là bài Master của Rihanna và Eminem. Đấy. Từng những cái câu rồi những cái hình ảnh nó mô tả lời bài hát sẽ rơi từ từ xuống. Đó. Nhìn rất là dễ đúng không? Cái trò này là nó dành cho những người mà thích nghe nhạc của anh em, bởi vì là nó giúp các bạn là có thể thưởng thức nhạc này, thậm chí là có thể coi như là một cách để các bạn học cách nghe rồi nghe tiếng Anh rồi xem cái lyric của bài hát nữa luôn, và cũng xem như là cái cách mà họ sử dụng hình ảnh để có thể mô tả những cái từ ngữ trong tiếng Anh. Các bạn nhớ nhá, thì nó sẽ có những cái đồng tiền rơi xuống, các bạn nhớ là nhặt đấy để chúng ta sau còn mua đồ nữa. Này rất là dễ đúng không? Rất là dễ, nhưng mà các bạn chờ đi, đây mới chỉ là bàn 1 thôi. Mỗi bài hát chúng ta sẽ được chơi 3 bàn và nó sẽ là chia cái bài hát chúng ta ra làm 3 đoạn. Well, that's nothing. Những cái hình ảnh này rơi xuống nó rất là phù hợp với cả cái lời hát của Rihanna. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đó, chúng ta đã chơi xong cái phần đầu tiên của bài hát rồi. Và các bạn để ý như này, ở phía trên này ấy thì chúng ta sẽ có ba cái mặt người và ba cái này sẽ tượng trưng cho cái mạng của các bạn. Khi mà các bạn để rơi một cái lyric xuống mặt đất mà các bạn không bắt kỳ vị thì các bạn sẽ mất nửa mạng. Và nếu mà các bạn để quái vật tấn công thì các bạn sẽ mất một cái mặt nạ này. Và quái vật là gì thì bây giờ chúng ta tiếp tục nhìn này. Đấy. Cái con này ấy, nó sẽ bắn và các bạn sẽ phải né đạn của nó. Và nếu mà để tiêu diệt nó thì các bạn hãy chạm vào màn hình và nó sẽ quăng cái lưỡi cưa lên. Các bạn nhìn phía bên tay phải chúng ta sẽ có một cái số lượng lưỡi cưa nhất định. Đó, thì các bạn nhớ dùng sao cho hợp lý. Một phát. Đấy. Ăn tiền này. Chết cha mày. Đấy, đoạn này bắt đầu những cái từ bắt đầu nó bắt đầu chạy theo một cái hướng nó khó hơn rất là nhiều, chứ không chỉ đơn giản là thẳng nữa. Bài hay vãi. Đây là một trong những bài mình thích nhất của Eminem luôn. Beat chất, hát chất luôn. Chết cha mày. Đấy, các bạn ấn hai lần nó sẽ bắn hai cưa này. Và khi mà các bạn chơi trò này ấy, thì có một cái mình không biết nó có phải là lỗi hay không. Thế nhưng mà khi mà các bạn bắn mà các bạn chạm luôn vào nhân vật ấy thì nó sẽ quăng ra cái lưỡi cưa thứ hai. Thế nên là khi các bạn chạm vào nhân vật rồi, các bạn hãy chọn một chỗ khác thì nó sẽ chỉ quăng một lưỡi cưa thôi, để tiết kiệm cưa cho các bạn. Và các bạn thấy không? Ban nãy mình có bỏ quên mất một cái đoạn lyric để nó rơi xuống sàn này. Thế nên là nó bị mất nửa mạng ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 3 là phần khó nhất. Đấy, các bạn thấy không? Bắt đầu nó rơi kiểu chéo rồi này. Bắt đầu chúng ta thấy khó bắt hơn này. Đấy. Trò này thì không yêu cầu các bạn là chúng ta sẽ phải thuộc cái lyric, mà các bạn nhớ chú ý là cái lyric nào nó rơi trước là bắt trước thôi. Master, the sound of my bed.
Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. Ui. Đó. Chết cha mày. Mình nghĩ bố mày lại. Bố mày là Emilem này. Của thí chúng bạn đó. Emilem này. Chết. Chết. Quay. Chuẩn bị đến đoạn nhạc căng các bạn ạ. Các bạn nhìn hình nền nó biết đấy. Woo. Ui ui ui. Đấy, các bạn nhắn tiền nhá. Các bạn đừng để quên tiền nhá. Một cái rất quan trọng này. Các bạn nhớ bắn cả cái này luôn. Ui, chết chết lại mất đi rồi. Rồi rồi. Đó, và đó là các bạn đã hoàn thành xong một bài hát của Eminem. Với những cái bài đằng sau thì nó sẽ tốc độ nó nhanh hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là khi bạn chơi hết tất cả những bài này ấy, thì chúng ta sẽ phải bỏ tiền để mua bài Rap God. Rap God là một bài hát của Eminem mà nói chung là cái tốc độ rap nó rất là nhanh. Và thêm trong đó có một cái đoạn twist nó khoảng độ 20 giây ấy. Eminem bật rap liên tục luôn và quả đấy chắc chắn là một những cái challenge khó nhất của cái show này. Mình xin nhắc lại, nếu các bạn thích, các bạn hoàn toàn có thể download về ở trên cả hai nền tảng là iOS và Android. Đang có rất nhiều những bài hát đang chờ chúng ta. Và vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn tựa game Shady Walls, là một tựa game liên quan đến chàng rapper Eminem. Và nếu như các bạn là một fan cứng thì các bạn nên chơi trò này, bởi vì cách chơi nó thì nó cũng đơn giản thôi. Cộng thêm nữa thì nó cũng giúp các bạn luyện khả năng nghe tiếng Anh và khả năng nhìn những hình ảnh họ minh họa lời bằng tiếng Anh ấy. Chúng ta sẽ có thể biết thêm được cái tư duy ngôn ngữ của họ như nào, thì giúp chúng ta học cái môn tiếng Anh nó tốt hơn. Và đến đây mình phải kết thúc video rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe. Còn bây giờ thì yo, xin chào và hẹn gặp lại.